Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này thì ngư dân vùng biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh thường ra biển kéo lưới rùng. Mỗi mẻ lưới rùng ở đây kéo dài 3 tiếng thu về nhiều loại cá như là cá đục, cá trích và nhiều loại cá khác. Các ngư dân tập trung phân loại cá và bán cho thương lái mang về thu nhập khá nên bà con rất phấn khởi. Dự báo thời tiết Hà Tĩnh cũng như ở Vịnh Bắc Bộ trong chiều ngày hôm nay có mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0m50 đến 1m50, không quá đáng ngại, bà con vẫn có thể yên tâm khai thác. Vùng biển ven bờ, từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, chiều nay thời tiết ổn định, thuận lợi cho bà con vươn khơi, dự báo trời ít mưa, nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ và biển êm. Nơi bà con khai thác bằng thuyền có công suất nhỏ, cần lưu ý là vùng biển ven bờ, từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận, dự báo chiều nay trời mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chiều nay trời mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió duy trì cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0m50 đến 1m50, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Trên đất liền Trung Bộ, dự báo chiều nay các thành phố Bắc miền Trung, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế tạnh ráo trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Còn Nam miền Trung từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết có mưa về chiều tối, còn trước đó trời có nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết trong các bản tin tiếp theo.